Hi, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Buzi Auto. Buzi Auto chuyên bán những cái dòng xe độc lạ hiếm và lằng nhằng khủ khoảm nhá. Và hôm nay em đưa đến cho các bác một mẫu xe thời thượng đẳng cấp luôn. Và một mẫu xe nhập khẩu, và đây là một chiếc xe được sản xuất theo tiêu chuẩn bản xuất Trung Đông, dành cho các đại gia lắm tiền nhiều của xứ dầu mỏ đấy các bác nhá. Và đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc đấy, sản xuất tại Đài Loan năm 2014. Con này thì sản xuất giữa năm và rất là hiện đại luôn. Lúc cái ăn M7 2014, xe đẹp bao test cho các bác thoải mái luôn. Đấy các bác nhìn này, hệ thống cửa trượt vẫn còn đẹp lét nhá, sơn xi tôn vỏ thì căng. Và xe này thì đây các bác nhìn ngay từ các cái phần ốc này. Đấy, ngay từ các phần ốc. Còn các phần dấu và các phần kết nối của xe vẫn còn rất là đẹp luôn. Chỉ keo không phải bàn nhá. Còn đây là tiêu chuẩn xuất Trung Đông này, tem nhãn của nó còn rất là nhiều luôn. Nội thất ghế da của xe còn zin nguyên bản nữa các bác nhá. Ghế da rất là lì, zin và sờ thì rất là mềm, ngồi thoải mái, không bị lau lưng. Và đặc biệt là cái chiếc xe này thì dành cho các bác nào mà hay đi đường trường, hay đi những cái đường gọi là chở chuyên gia, các bác là cứ chạy con này thì cứ thoải mái luôn. Đặc biệt là bác nào mà gia đình cũng chạy con này thì quá ok rồi. Vâng, chiếc xe này dành cho một mẫu xe đa dụng MPV, rộng rãi, đấy, đẳng cấp và đi thì dòng này rất là lành bền. Động cơ máy 2.2 có turbo nhá, động cơ máy xăng, vâng, nó ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu và mức tiêu thụ khoảng tầm 8 lít. Một mẫu MPV 24 này các bác ạ, đấy, tem nhãn đầy đủ và đây đều là sơn zin. Xe thì bao cam kết cho bác là không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước, đấy, bao zin cho các bác luôn. Và chất thì các bác nhìn ngay từ các phần ốc này. Đấy, hay là các bác nhìn từ phần tapi. Tuy nhiên là có những phần nó đã cũ theo thời gian rồi. Đấy, kính điện rất là nhẹ nhàng luôn các bác nhá. Có những phần đã cũ theo thời gian thì cũng không thể tránh khỏi. Một lớp xe mà mẫu xe có cái tông màu vàng rất là đẹp luôn. Cam 360 độ này và gương chiếu hậu thì vẫn còn nguyên theo tiêu chuẩn xuất Trung Đông, là toàn chữ run chữ dế đây các bác ạ. Vâng, thế còn bên này, đây các bác nhìn này, cột keo keo chỉ cực đẹp luôn nhá. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng. Xe led từng cm luôn. Và đây là một cái dòng xe rất là lành bền, chạy thì cứ xả xã luôn. Đấy, đặc biệt là chiếc xe này thì có hệ thống âm thanh loa JBL lên đến hơn chục chiếc nhá, xung quanh xe luôn, kể cả trên cánh này, rồi trên mặt tablo này, rồi hệ thống âm thanh ngay dưới gầm, cũng như là bên trần. Đấy các bác nhìn trần này. Đấy, tất cả cửa gió, vùng điều hòa ở xung quanh xe đều đầy đủ nhá. Và đặc biệt con này thì có cả cửa sổ trời nữa các bác luôn. Đấy, những nhà nào mà thích cho trẻ con trẻ cái chơi với cửa sổ trời thì đây, đây là một mẫu xe. Tuy nhiên là cái cửa sổ trời nó hơi nhỏ một chút thôi các bác nhá. Còn nội thất ghế thì con này ghế da, chỉ ghế da sờ rất là mềm và da của xe thì vẫn còn gần như là zin nguyên bản luôn. Nội thất ghế cực đẹp. Đấy, ghế chỉnh điện đối với ghế của người lái cho các bác nhá, còn với người phụ thì là không chỉnh điện, và các cái hàng ghế sau thì là đều chỉnh cơ thôi. Sàn của xe thì đẹp luôn. Đây các bác nhìn này, xe của nhà nước có khác. Vâng, chiếc xe này là của bác cán bộ tỉnh Hải Dương, và bác ấy đặt tên theo công ty của bác ấy. Vâng, tên công ty liên doanh. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, cửa nèo đóng rất là chắc chắn, kín khít nhá. Tôn vỏ mỏng, đây kể cả cabo này. Trọng lượng cabo rất là mỏng manh luôn. Vâng, vì là con này không có bả tỉa gì cả, sơn zin còn nguyên. Đấy, xe cứng và các bác nhìn ạ, xi nhan tích hợp này, rồi gương chiếu hậu đây. Đấy, cam 360 độ đầy đủ luôn các bác. Đấy, cửa mở nhẹ nhàng, khóa khiển điện rất là hiện đại luôn các bác nhá. Và con này thì được phân phối bởi Kilin GX668. Bác nào mà yêu thích cái dòng này thì cứ yên tâm là đồ nghề thay thế rất là đầy đủ nhá. Bên em thì chuyên cung cấp tất cả những cái dòng xe khủ khoảm lằng nhằng. Đây, đóng cửa thì mở này thôi, chỉ cần bấm nhẹ nhàng ấy thôi thì là nó tự động nó đóng vào các bác nhá. Đấy, rất là hiện đại luôn. Một mẫu xe cửa lùa điện cực kỳ hiện đại, rộng rãi bên trong, thoáng đãng bên ngoài. Ghế chỉnh điện nhớ hai vị trí này. Đấy, chỉnh điện đầy đủ, hoạt động hoàn toàn bình thường. Tất cả các chức năng. Đây, kiểm tra luôn cho các bác này. Đấy, ghế chỉnh điện lên này, xuống này. Đấy, rồi ngửa ghế này. Đấy, hoạt động hoàn toàn ok cho các bác nhá. Vâng, và có nhớ là hai vị trí. Kính điện thì hoạt động nhẹ nhàng, một chạm thôi. Vâng, tất cả đều là một chạm auto hết. Còn keo chỉ không bàn. Vâng, riêng chiếc xe này keo chỉ em không bàn luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy, xe đẹp cứng luôn. Vâng, tại sao bên em Buzi Auto lại có thể mua về được những mẫu xe nó cứng như này? Vì là bên em là có một đội ngũ thợ đi mua xe cho các bác nhá.
Anh em sẽ mua xe dựa vào rất nhiều tiêu chí. Nên là khi mà các bác mua lại được những mẫu xe này thì các bác đã qua rất nhiều lần test rồi. Nên là các bác yên tâm. Nội thất hàng ghế thứ hai cũng rất là tiện lợi xịn sò luôn. Đây em mở tiếp cửa ra cho các bác. Đấy, các cái phần này của nó còn đẹp này. Ốc nó còn chưa hề ra luôn rồi các bác ạ. Đấy. Xe cứng luôn nhá. Còn cái này hơi bẩn tí. Đây, em lau cho các bác nhìn này. Đấy, lau là sạch luôn này. Đấy, lau sạch luôn này. Đấy. Cái này là bụi bẩn thôi chứ không phải là lỗi nha các bác nhá. Đấy, còn đây cửa lẻo chắc chắn luôn. Đấy, ghế thì có bệ tì tay chống ngả ngửa bên này như thế này, hai bên đều có nha các bác nhá. Một mẫu xe dành cho các chuyên gia, các chủ tịch nhỏ đi thăm thân hoặc là đi chơi, đi dã ngoại du lịch đối với gia đình rất là ok. Cửa gió điều hòa thì hai vùng đều riêng biệt và dọc vùng sau luôn nhá, nên là khi mà gió phả ra thì các bác sẽ rất là mát, không phải lo đến chuyện nóng bức. Đấy, còn màn hình vẫn còn nguyên này, màn hình trên trần này. Đấy các bác này, màn hình này no signal, không có tín hiệu. Điều hòa cửa gió vùng sau đầy đủ nhá các bác nhá. Và ngồi bên trong xe thì phải nói thực sự là quá là sung sướng luôn, cảm giác rất là thoải mái. Đấy, ngồi bên trong xe này thoải mái vô cùng luôn nhá. Đấy, và nội thất nhìn bên trong, nhìn vào tất cả các cái chi tiết của nó thì gần như là con này thì được cái là đánh giá rơi vào tầm khoảng 80% so với xe mới rồi. Đấy, thế còn trần nỉ của nó thì đẹp, không có sổ lông. Đây các bác nhìn này, trần nỉ còn rất là tươi luôn. Hệ thống đèn chiếu sáng nó theo điểm. Đấy, và cửa gió điều hòa tất cả trên các ghế ở trên. Đó, một mẫu xe cứng. Vâng, còn phần hậu sau đây các bác nhìn ạ. Vâng, thiết kế cân đối và nhìn thì cũng rất là luột là luôn. Chiếc xe mang biển số 34LD00437. Vâng, một chiếc M7 2.2 turbo, động cơ khỏe, xe chắc chắn, bền lành. Và dòng này thì nói chung là các bác đi thoải mái luôn, không phải nghĩ ngợi nhá. Hệ thống đèn hậu của chiếc xe thì các bác có gì nhờ? Đèn hậu này đấy, đã được tích hợp lên form đèn LED rồi nhá, sáng, sạch, bóng. Đấy, bên này này. Và bên tài, bên phụ đều như nhau. Xe thì cân đối và không có đâm đụng. Con này được cái là bao zin cho các bác, không có đâm đụng ngập nước nhá, cho các bác test thoải mái luôn. Đấy, cửa này chắc chắn. Tất cả các cái phần ti chống của xe thì rất nhẹ nhàng. Đấy, sơn si sạch sẽ, ốc chưa hề ra luôn. Ốc bản lề còn chưa biết ra là gì. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Phần hốc để đồ đằng sau của xe thì hơi bẩn một chút. Đấy, chưa dọn dẹp gì khác. Đấy, này, các bác nhìn này. Đấy, đồ nghề kích lốp, đồ nghề đầy đủ nhá. Kích lốp, móc tời, các thứ là có hết, không thiếu một cái gì. Còn xe thì có cả một cái bình cứu hỏa cho các bác luôn. Đấy, và các cái này là các cái phần mà để cài dây an toàn. Đấy, hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba. Đấy, em gặt hàng ghế lên. Đấy, nó sẽ tự động nó úp vào. Và ta lại có một cái chỗ để đồ cực rộng. Đấy, các bác nhìn nè. Khi mà úp vào như vậy thì cái chỗ để đồ này các bác có thể để chiều ngang là 1m2 này, chiều sâu 1m2 và chiều cao của nó là 1m rưỡi. Các bác để thoải mái đồ luôn. Đúng thực sự là một mẫu xe siêu siêu rộng dành cho gia đình. Còn nếu mà với cái hàng ghế úp xuống nhá thì các bác lại có một cái chỗ để đồ thăng bằng. Đấy, bàn này thì nó không đặt cái ghế nằm xuống đây các bác ạ. Không đặt cái ghế nằm xuống cái khe này. Còn bình thường các bản khác thì sẽ có cái ghế là nó đặt xuống cái mặt phẳng này, dẫn đến là cả cái không gian này của các bác cực kỳ rộng luôn. Đấy, nói chung là tùy vào cái yêu cầu điều kiện mà các bác sẽ đặt cái hàng ghế đấy để vào đấy nha các bác nhá. Thế còn đây, phần keo chỉ đằng sau này còn nguyên này. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng. Xe rất là cứng luôn. Một chiếc xe chất, đấy, thương hiệu đến từ Đài Loan. Con này thì nhập khẩu nguyên chiếc rồi. Lốp thì 4 quả lốp Briton 2019 các bác nhá. Lốp dày tầm 60%. À, lốp này. Lốp dày 60%. Và con này thì dùng dòng lốp mềm béo có mỏng một chút. Đấy. Và lốp là 215 55 vành 17 nhá. La răng là 17 inch. Và các bác nhìn la răng của xe thì được bố trí thiết kế rất là đẹp luôn. Logo chữ L gần như là logo hình con rắn đấy ạ. Thế còn các bác nhìn đấy, phanh đĩa đằng sau. Con này thì phanh đĩa 4 bánh luôn. Có cả ABS an toàn. Đấy, hệ thống rất là hiện đại, cửa lùa. Đấy, xe cứng, tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên là chất nội thất của xe thì nó cũng già tầm khoảng 80%. Vâng, 80% so với xe mới. Thực sự là xe đi lâu năm rồi, 2014 thì không tránh khỏi những cái già dặn, gọi là xe nó không được gần như mới. Nhưng mà như thế này thì tính chất điểm của xe thì quá ok rồi. Đấy, phần sàn đây các bác nhìn này.
Đấy, gầm sàn rất là ok, sạch sẽ, đấy, nội thất tươi, keo chỉ không cần phải bàn. Và đấy, về một chiếc xe thì các bác có thể nhìn ạ, không gian bên trong xe thì cực kỳ rộng luôn, rộng rãi vô cùng. Và các bác có thể là đi gia đình thì quá tuyệt vời luôn, gia đình chở đông người đi du lịch dã ngoại quá ok. Đấy, và chiếc xe này thì giá tiền của nó lại rất là mềm nhá các bác nhá, chỉ hơn 300 thôi, các bác đã sở hữu được một chiếc xe nhập khẩu chính hãng, vâng, chính ngạch luôn ạ, không phải xe. Nhiều bác cứ bảo xe tàu với thế này thế nọ, nhưng đây là xe Đài Loan. Cái thứ hai là các bác mà làm việc với người Trung Quốc thì các bác bảo chắc chắn em cũng không phải là bảo vệ cho người Trung Quốc hay là như nào cả, nhưng em khẳng định với các bác luôn là tiền nào của đấy, chính các bác nhà mình thôi đi sang bên Trung Quốc đặt hàng để mang về đây, chứ không phải là người Trung Quốc mang sang đây nhá. Thì các bác bảo luôn là làm sao mà lãi thật nhiều, mua thật rẻ và bán thật cao, thế là người ta làm vậy thôi. Còn đây là những chiếc xe được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất Trung Đông, xe chất, và chắc chắn với các bác là chất lượng của xe thì ngang tầm với các cái dòng Toyota Hàn Quốc, Nhật Bản là đều ngang như nhau cả. Vâng, và những chiếc xe này thì đều được dựa trên cơ sở là tiêu chuẩn châu Âu chứ không phải là tiêu chuẩn châu Á các bác nhá. Hệ thống đèn bi cầu chống rung, có bẻ theo hướng lái và bi thì rất là sáng bóng luôn. Đấy, các bác nhìn này, đèn bi rất là đẹp, sáng bóng nhá. Đèn halogen cao cấp, vâng, đèn gầm thì rất là rõ nét và sáng, cảm biến lùi, cảm biến tiến phía đằng trước này. Đấy. Vâng, được trang bị cảm biến tiến phía đằng trước cho các bác nên là các bác yên tâm, không phải lo đến chuyện va quẹt. Đấy, đèn bên này anh thấy bầu đèn căng, trong, sáng, và nói chung là gần như là con này thì em không phải về dọn dẹp một chút nào luôn. Đấy, thiết kế thì hài hòa, rộng rãi, con này thì rộng hơn hẳn mẫu Innova nổi tiếng của Toyota, rộng hơn hẳn luôn đấy ạ. Vâng, một mẫu xe rất là xịn sò luôn, với động cơ máy 2.2 turbo. Bây giờ thì em sẽ để nổ chiếc xe này để em với các bác sẽ cùng xem nhá. Đấy, cứ mở cửa ra là nó sẽ báo cảnh báo, đây các bác nhìn này, cảnh báo mở cửa này, tất cả các cánh này đều mở thì nó có cảnh báo hết nhá. Và đây là cam hành trình Parago. Đấy, đè nào, đè cái này. Đấy, máy thì đè cái lên ngay, rất là nhẹ nhàng. Lăn bánh 14 vạn đấy các bác nhá. Đấy, logo Lucian này. Đấy, xi nhan tích hợp, xi nhan phải này, xi nhan trái này, logo hãng này, đây là logo hãng Lucian này. Đấy, xi nhan trái này, có số lùi, lùi có cam lùi cho các bác luôn nhá. Không thiếu một cái gì luôn các bác ạ. Vâng, đúng là hàng xịn sò có khác, được sản xuất theo cái tiêu chuẩn châu Âu. Đấy, tích hợp rất nhiều các chức năng, ga tự động cruise control cũng có luôn này. Và đây, hệ thống điều khiển tích hợp ở trên này. Thì các bác có thể nhìn, ô hay, cái này sao nó bị rơi ra thế này. Ồ, còn nguyên này các bác này. Ồ, ai chà chà. Cái này tí em sẽ kiểm tra. Đấy, cái này là em mở này ra rơi nhá, không phải tại em đấy nhá. À, chạm nhẹ, đây. Của nó còn nguyên bản đây các bác này. Đấy, thì cái này của nó đồ còn đẹp như này, nhưng mà sao lại rơi nhỉ. Cái này em sẽ nghiên cứu lại. Vâng, đấy các bác nhìn này, tất cả các cái phím của nó còn rõ ràng luôn, đẹp luôn. Đấy, hệ thống căn làn đường này, hệ thống cảm biến này, hệ thống đèn auto tự động này, đèn pha trên, đèn pha dưới này, đấy, đèn chống phá xương ấy, rồi khóa cửa lùa đầy đủ luôn này, hệ thống định vị ban đêm, đấy, cảm biến ban đêm đấy ạ. Vâng, và rất nhiều các cái chức năng hiện đại được tích hợp thêm ở trên chiếc xe này. Ốc còn chưa thèm ra luôn, ốc bản lề còn chưa hề ra, còn nguyên dấu này các bác, màu xanh này. Đấy, thế nó mới dã man. Vâng, phải nói là một chiếc xe được bác chủ bác ấy giữ rất là cẩn thận luôn. Đấy, xe cứng mà nói chung là chất thì khỏi bàn rồi. Bây giờ thì ta sẽ dùng ra khoang động cơ. Chiếc xe này sử dụng động cơ máy 2.2 có turbo các bác nhá. Ngay chữ turbo rất nhẹ nhàng đây. Đấy, nắp capo thì có ti chống thủy lực và đây còn chưa ra ốc luôn này. Đấy, keo chỉ là các bác nhìn này, chỉ keo đều, đẹp, sạch sẽ nhá các bác nhá. Đấy, tem nhãn đầy đủ. Đấy. Vâng. Và chiếc xe này thì ở Vũ Duy Auto đang bán với cái giá là hơn 300. Thì bác nào mà yêu thích thì các bác có thể, đây còn chưa ra ốc luôn này. Xe đầu rất là đẹp luôn. Vâng. Đấy, tai đèn này còn nguyên. Đây là tai đèn zin đấy các bác nhá. Tai đèn zin đấy ạ. Vâng, xe người ta đi cũng tương đối, nhưng mà được cái là người ta chăm chút bảo dưỡng định kỳ tại hãng luôn, là ở Kilin GX668. Cho nên là về chất xe thì khỏi bàn. Máy động cơ máy 2.2 có turbo và máy thì khô sạch ok. AQGS nha các bác nhá. Một mẫu xe rất là lành bền, đi thì cực kỳ sung sướng luôn, rộng rãi, tiện lợi dành cho gia đình. Đấy, các bác mà mua những cái mẫu xe này đi sử dụng dịch vụ cũng được. Các bác gọi là dịch vụ đưa đón chuyên gia,
hoặc là các bác sử dụng dịch vụ như là đi du lịch dã ngoại cũng rất là ok, với cái giá tiền thì vô cùng tuyệt vời đấy. Và các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này, một mẫu xe Lugan M7 2014 tại Vũ Duy Ô Tô, thì em sẽ mời các bác đến cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô xem xe và trải nghiệm nhé. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi em Vũ Duy Ô Tô thường xuyên. Đấy, học đồ đây đấy, còn có cả cổng sạc 220V này, đấy, rất là nhiều chức năng xịn xò luôn, không thiếu một cái gì. Ui giời, một mẫu xe dành cho các chủ tịch đi đường trường. Vâng, rất là rộng rãi và tiện lợi. Còn nếu mà bác nào mà thích cái dòng xe chủ tịch nữa đấy, thì M7 cũng có một cái mẫu xe là sử dụng chỉ có 4 ghế thôi. Vâng, 2 ghế trước và 2 ghế sau. Thì cái dòng đấy là cái dòng cực kỳ hiện đại rồi. Đây các bác nhìn này, ốc còn chưa hề ra, còn nguyên dấu này. Đấy, xe cực kỳ đẹp luôn đấy, rất là hiện đại. Và giá thì vô cùng mềm mại đấy. Bây giờ thì em với các bác sẽ cùng lùi chiếc xe này để xem nó tiện lợi như thế nào nhá. Điều hòa auto rất là mát đấy. Cửa sổ trời lãng mạn luôn này. Vâng. Và bây giờ thì ta sẽ cùng thử lùi nè. Con này được cái là đi thì rất là sung sướng đấy. Không gian bên trong thì rộng rãi, tiện lợi đấy, thoải mái. Và xe thì không có lỗi lầm gì. Các bác nhìn này, không có một lỗi gì luôn nhá. Đấy. Và bác nào mà yêu thích cái xe 7 chỗ rộng rãi vô đối này, với cái giá thì hơn 300 này, alo ngay cho Vũ Duy Ô Tô và số điện thoại 0869158926. Đấy, Lugan M7 bản 2.2 có turbo, xe đẹp xịn sò, đăng kiểm còn đến tận tháng 6 năm 2023 luôn. Đấy, ngon như thế này, bổ như thế này, không mua thì đã làm gì các bác. Và con này thì bốc nhá, máy turbo lên rất là bốc luôn. Và thực sự là cái thiết kế turbo này là cái thiết kế mà đến bây giờ rồi các bác đấy, lại còn hệ thống tự lái nữa các bác. Đến bây giờ mà các bác Nhật Bản cũng chưa có mẫu xe gọi là bình dân, xe bản thương mại mà có thể là sử dụng cái chức năng hiện đại như thế này. Đấy, Toyota Alphard còn không bằng các bác nhá. À vâng, xin cảm ơn các bác. Alphard thì nó 2 tỷ, còn con này có 300. Và mua mới chiếc xe này thì cũng ngót nghét 1.5 tỷ rồi. Vâng. Vâng, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe lằng nhằng khu khoằm tại Vũ Duy Ô Tô. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại.